Hello là ok, thì trước khi vô clip mới thì cả nhà nhớ nhấn qua kênh của em Bông Bé Bỏng để đăng ký và xem những video hay ở trên kênh của Bông nha. Ok. Ui đi chứ mày thôi. Ôi kỳ nghiêng, cái tờ đó tờ rơi cũng sung mẹ. Cả nhà đang thấy hình sung không? Đúng rồi. Thấy chứ? Rồi tại sao tên này lại tới gỡ gỡ hình của sung ra kìa? Đúng rồi. Rồi. Nó còn nhìn qua nhìn lại nữa kìa cả nhà. Rồi bắt đầu lên xe đi kìa. Nó lấy nằm mà nó vui trong cái gì kìa. Chết rồi, đi đâu vậy ta? Rồi đây đúng là vùng ngoại ô rồi hay. Đúng rồi, đây là vùng ngoại ô này cả nhà, không thấy người luôn. Trời ơi, hiểu lắm luôn ấy. Đây là cái vùng hiểu lắm luôn á. Không có ai ở luôn á. Không có ai gì ơi. Nhà rất là thưa thớt luôn. Đúng rồi. Ôi, trong đây nè. Đó thì ok cả nhà. Liệu rằng anh Sen có thể tìm ra được cái nơi mà tên Grab này đang giam giữ xu hay không? Cái nhà không xin 22 này nha. Nó đi bộ vô. Nãy đi cái gì hai? Đi lướt. Chị ơi, nó làm gì, nó làm gì kìa Hiền? Có khi nào nó đi vệ sinh hả? Đi vệ sinh không? Ủa nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Không thấy nó luôn. Ê, nó xuất hiện đâu kia chỗ? Hai. Nó cầm đi trên tay kìa hai. Nó cầm đi trên tay nó kìa. Hả? Ủa mà sao nó bỏ trong cái bì gì Hiền? Mà tại sao nó lại vô trong đây, nó lấy cái gì trong đây? Trong đây làm gì có gì mày lấy? Anh không biết. Bây giờ bám, tiếp tục bám đi nó, bám đi nó. Chạy đi. Chắc chắn trong cái bì đã có cái gì rồi. Đúng rồi, chứ không thể nào mà cái bì nó để trong một cái chỗ mà hoang như vậy được. Bây giờ mình thấy cái miệng nó liếng luôn không? Liếng được kìa hai. Từ, để nó đi rồi mình mới bán đi nó chứ. Vậy rốt cuộc cho có bì đó là cái gì mà em cho em sủa nó dữ lắm hai. Nó làm gì kìa? Ừ, nó lấy hình của Xu ra nó coi kìa hai. Nó làm cái gì vậy thôi? Trẻ hiểu nữa. Cực là sao? Bây giờ để mình biết được nó có ý định gì thì mình bán cho nó tiếp tục thôi Hiền. Đó. Chắc chắn anh nghĩ trong cái bì đen nó sẽ liên quan gì tới những cái tấm hình mà nãy giờ nó lấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nó tiếp tục di chuyển lấy đi nha. Đây. Chị thấy xe kia không? Có mấy em cuốn kìa. Đúng rồi. Mày tên này là ngồi ngay chỗ đây luôn. Nó có ý định gì? Hình như cái em cuốn đó là cái em cuốn ở trong cái tờ giấy hồi nãy với nó xí hay. Đúng rồi, anh thấy rất là giống luôn. Từ xuống. Đợi xí. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ tên này bắt đầu nó đi đâu tới đây nè cả nhà. Đó, ở phía xe có mấy em cuốn kìa. Đó, nó quá em cuốn kìa. Trời ơi Hiền. Anh không biết được nó định làm cái gì á. Đó. Nó xe vô cầu nó làm cái gì? Đó. Trời ơi, cái lòng để em cuốn ngủ mày hai. Đúng rồi, Hiền. Chạy tới ngay chỗ cái lồng nó rồi coi nó làm gì. Đúng rồi, nó đi tìm em cuốn ở đây hay sao á. Đúng rồi, rõ ràng là hồi nãy cả nhà mình thấy bọn em cuốn chạy vô đây nè, bây giờ nó đang tìm em đó. Đúng rồi, nó kêu đó, kìa em cuốn chạy tới cho nó hả?
mình vừa phát hiện ra ha, là tên này đang cố gắng hình như là bắt bọn em cứu được cả nha. Cả nhà coi nè, đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó, cả nhà thấy không, trong đây có bọn em cứu sau kính này cả nha. Đó đúng rồi, mà tên này vẫn cố gắng lấy thức ăn để kéo em cứu ra này cả nha. Đó đúng rồi, đây là cơ hội của mình đó. Bây giờ anh ơi, cái tên này bắt được một em cứu ra rồi. Chú cha bây giờ sao phải giải cứu em đi. Thì thôi bây giờ mình leo vô mình nhanh đi, chứ không phải là tên này á đi em cứu ra đi luôn á. Thôi giải cứu em đi, leo vô bắt nó lại. Bắt nó lại hai. Nó chạy kìa, em chặn nó bên đây rồi. Vô thôi, vô chặn nó đi hai. Mày không ơi. Mày không thấy được đâu. Tại sao mày lại bắt cái em cuốn nó? Em cuốn này rõ ràng là tôi thấy là em ở trong nhà đây mà, tại sao bây giờ mày biết đây? Mày mau thả em nó xuống. Em của tao. Của này của tao. Em là con của tao. Bà con này của mày. Tao rõ ràng tao thấy mày lấy cái rờ rơi tìm cái em mày đi lạc rồi mày tìm đến địa chỉ nó để mày bắt em đúng không? Bây giờ á nó bị bao vây rồi cả nhà. Bây giờ mày không nói ra ha thì tao sẽ đem mày lên công an. Rõ ràng tao thấy mày đem đồ ăn mày dụ mày, bây giờ mày ẩm em này trên tay là sao? Tụi tao theo dõi mày nãy giờ rồi. Đúng rồi. Mọi người đã kêu sổ tao. Mọi người đã kêu sổ tao. Đúng rồi. Đúng rồi, tờ đơn đó cả nha. Tại sao mày lại lấy tờ rơi của em xuống xí sọn như tao? Tao thấy mấy em này dễ con chân phục địa, nên tao muốn tìm mà tao lấy em này để mà tao mà thấy những em này tao sẽ liên lạc đến những người mà mất em này để tao kéo. Đó cả nhà thấy không, rõ ràng là em xu mình nè, nó nói là nó giúp, nó muốn cố tình để giúp để tìm em này, đem nó trả mà cả nhìn đi. Tại sao mày lại bắt em? Bây giờ nó ẩm với người mà nó kêu là muốn giúp đỡ cả nhà. Nó ẩm em này ra, nó cho em này ăn thức ăn, thôi bỏ nó thức ăn không, thôi bỏ nó thức ăn với em này, cho em này bị kẹt ở trong kia. Hay là nó thấy em này bị kẹt xong nó thấy tụ nó muốn giải cứu em thì vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh này chú chắc em này nó cho em này ăn đồ ăn, nó không có lên gì cho em này cả. Mày thấy không? Em không có lẽ gì hết. Bây giờ tao nói nè, nếu mà mày là người tốt thì mày cho em ăn xong rồi mày thả em ra đây. Tao là người tốt, nó cũng có em cuốn này thì chẳng không có ăn. Nên nó ra cho em ăn. Thôi em ăn đi. Đây cả nhà mình coi thử cái bì nó đựng cái gì. Rốt cuộc mày đừng ghi cho cái bì này mà mày đến một góc mày lái cái bì nó vậy. Bì đâu đồ ăn kìa nha. Đúng đồ ăn rồi kìa nha. Đồ ăn của chó rồi hả? Thôi, anh nghi ngờ á. Này nó bị lộ rồi á, nên ra á bây giờ nó cố tình là cho em ăn á cả nha. Chứ thật ra nếu mà không có mình là nó đã bắt em nó rồi. Tôi đi được không? Bọn mày có bằng chứng gì không? Mà có sao có đi theo tao? Bọn đấm tôi một em mày vô. Rồi hai. Cút. Bây giờ mình không có bằng chứng, bây giờ anh có cách như thế này. Bây giờ Hiền cứ lấy camera nha. Hiền quay lại coi là nó ăn nó có thả em ra không? Anh sẽ đặt một cái thiết bị lên trên cái xe của nó. Đó, tại vì giờ mình không có bằng chứng mình không thể bắt nó được. Đó, bây giờ chỉ có một cách thôi. Ok, đó. Mình sẽ kế hoạch B là mình đặt thiết bị định vị trên xe rồi. Của thằng nói như cả. Cái thiết bị của anh á, nó chỉ cần gắn lên xe nó là nó có thể ghi lại tất cả cuộc âm, cuộc điện thoại nè. Rồi nó sẽ có thể quay lại được video nữa. Nếu mà tao đã đi gặp ai á thì mình có thể bắt được luôn. Ok không? Rồi. Vô vô đi để gắn thiết bị mình. Mày cho nó ăn cái gì vậy? Đấy, tao cho em này ăn. Hàng ngày là tao đi ngang qua con đường này là tao cho em này á, là không có cái gì ăn, tao nên tao vào tao cho em ăn. Bọn mày không biết bọn mày theo dõi tao, nghĩ tao là người xấu. Ê, vậy tao là người tốt. Vậy đó, tôi kìa nha. Bây giờ là mình sẽ ra lấy bệnh định vị để xem thử này, cái tên này á, nó đi đâu, nó như thế này. Chỉ cần bây giờ tụi nó đi gặp ai và nói chuyện với ai thôi là nó sẽ chuyên về điện thoại của anh hết. Đó, yên tâm đi, bây giờ tên này không thể thoát được đâu. Em muốn đi tên nó lắm hai. Đúng rồi, hôm nay mà không có mình á là có khi nó đã bắt em nó rồi đó. Đúng rồi. Đó. Bây giờ không có bằng chứng cho nên phải để cho nó đi. Bye bye anh nha. Tao là người vừa đẹp đấy, tao là người tốt. Dạ dạ. Cả nhà ơi, bây giờ bắt buộc phải để cho nó đi thôi cả nha. Tại mình không có bằng chứng không để nó bắt nó được. Không sao đâu Hiền, bây giờ nó đã nằm vô tay rồi. Bây giờ á
tất cả đều có nhầm trong địa bì rồi. Bây giờ mình chỉ cần mình đợi nó gọi cho ai, xong rồi á nó nói những cái gì đó và địa chỉ tiếp theo của nó là gì thì mình sẽ đi tới đó thôi. Đó, bây giờ nó nằm trong tay mình rồi. Yên tâm đi. Đó thì ok cả nhà. Sau khi mà anh Sen đã đặt thiết bị định vị vô tên Grab á, thì ở trên camera thành phố Pleiku để quay lại được một diễn biến. Đó chính là cái bà áo đỏ này đang ẵm xu ở trên tay đó cả nhà. Và người áo đỏ này dường như là đang đem một cái vật gì để có thể gửi cho đồng bọn của mình. Vẻ mặt của người áo đỏ này vô cùng láo liên láo liết luôn cả nhà. Dường như á, là tên này sợ bị phát hiện nên đã cố tình nhìn rất là kỹ xung quanh. Sau một thời gian quan sát á, thì cái bà áo đỏ này đã bỏ một cái tờ giấy vào trong cái thùng rác. Thì liệu rằng tờ giấy này là gì và nó có chứa manh mối gì? Camera giấu kín của anh Sen đã phát huy tác dụng đó cả nhà. Và cái tên Grab này cũng không hề biết rằng mình đang bị anh Sen theo dõi. Xui thật rồi, xíu nữa nó đắt được cái con chó nhập đó rồi. Mà sao cái bọn nó ở đâu mà nó theo dõi mình vậy ta? Thôi ông ba cho vỡ hết kế hoạch rồi. Bây giờ mình phải đi đến cái căn cứ của mình để mình làm lại cái hạt mới thôi, chứ giờ không thật ở đây không được nữa, cái bọn đó nó theo dõi mình rồi. Clip mới thì cả nhà nhớ nhấn qua kênh của em Bông Bé Bỏng để đăng ký và xem những video hay ở trên kênh của Bông nha. Ok.